Phát biểu tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định việc không ngừng phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc là chủ trương nhất quán, là lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội vui mừng nhận thấy quan hệ Việt-Trung thời gian qua duy trì đã phát triển tích cực, đặc biệt là trao đổi cấp cao được duy trì thường xuyên bất chấp ảnh hưởng của đại dịch. Từ đầu năm ngoái tới nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có 3 cuộc điện đàm quan trọng, đưa ra những định hướng chiến lược hết sức quan trọng đối với quan hệ hai đảng hai nước. Giao lưu hợp tác giữa các bộ ngành địa phương của hai bên tiếp tục được tăng cường. Nhấn mạnh năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt với cả Việt Nam và Trung Quốc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ giao lưu hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp của hai nước, tham khảo kinh nghiệm của nhân đại Trung Quốc trong việc tổ chức vận hành bộ máy, trong đó có các ủy ban chức năng kinh nghiệm xây dựng luật. Về phần mình, Đại sứ Trung Quốc Hùng Ba chúc mừng và bày tỏ tin tưởng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trên cương vị mới sẽ tiếp tục có những đóng góp quan trọng trong thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc. Đại sứ nhấn mạnh việc tăng cường trao đổi hợp tác giữa nhân đại toàn quốc Trung Quốc với Quốc hội Việt Nam là một bộ phận cấu thành quan trọng trong quan hệ Việt-Trung, mong muốn hai bên thực hiện nghiêm túc những nhận thức chung của lãnh đạo cao nhất hai đảng hai nước, phát huy đầy đủ thế mạnh cơ quan lập pháp hai nước.